Tập 17. Vậy sao? Tương Vọng Lâu này không phải nơi người bình thường có thể tới đâu. Cho hỏi Doãn huynh đây ở Thanh Thanh. Mới gặp lần đầu đã hỏi nhà người ta rồi, còn ra thể thống gì? Đúng đúng, phu quân dạy chí phải. Phu quân gì chứ, cô nói gì vậy? Cũng là chuyện sớm muộn thôi mà. Đúng rồi, ta quên mất chưa giới thiệu. Vị này là vị hôn phu của ta. Chúc mừng hai vị. Vị này là người có diễm phúc nhất quận Tiền Đường chúng ta, lại có thể làm khách qua đêm ở Bình Hợp Lâu. Diễm phúc gì chứ? Thanh Thanh cô nương đừng chê cười ta nữa. Nếu thật có diễm phúc như vậy, hôm đó bị cô đánh cho một trận xong cũng không còn phúc để mà hưởng rồi. Bà huynh, huynh nói như vậy làm nhiều đàn ông ở quận Tiền Đường này phải đau lòng lắm đấy. Huynh không biết đâu, Song Song tiểu thư đó là người tình trong mộng của đàn ông khắp Tiền Đường đấy. Tuy nói là một kỹ nữ. Thanh Thanh, tuy nói là một kỹ nữ, nhưng mà băng thanh ngọc khiết lắm. Không phải tùy tiện người đàn ông nào cũng có thể dễ dàng qua đêm đâu. Vậy nên bà công tử, huynh phải biết trân trọng cơ hội này đi. Cho dù Song Song cô nương có là người tình trong mộng của đàn ông khắp Tiền Đường, ta nghĩ đối với Thanh Thanh cô nương mà nói, cũng đâu cần thiết phải đem chuyện này ra làm chuyện nói đâu. Bà công tử, huynh phải nắm bắt cơ hội đi chứ. Xem ra Thanh Thanh cô nương và Song Song cô nương có khúc mắc rất lớn đấy. Chỉ là với thân phận như Thanh Thanh cô nương đây, có thể có khúc mắc gì với một cô nương phong trần được chứ? Không lẽ là vì giành nam nhân sao? Ta mà cần phải tranh giành đàn ông với cô ta sao? Phải đấy, tranh giành đàn ông với một cô nương thanh lâu, vậy thì khác nào giấy bẩn thân phận của Thanh Thanh cô nương chứ. Không lẽ bà công tử cũng cho rằng kết giao với kỹ nữ là một chuyện rất mất mặt? Thanh Thanh cô nương, cô mở miệng ra là kỹ nữ thật chẳng cao nhã chút nào. Có cô gái xinh đẹp nào đi vào con đường này mà không phải bất đắc dĩ chứ? Hà tất phải nói lời tổn thương? Hơn nữa hôm nay cô tới đây cũng không phải chỉ để thảo luận với ta mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt đấy chứ. Nếu cô thực sự hiếu kỳ, vậy hôm nào đó ta đưa cô tới nơi thềm qua ngõ liễu được chứ? Được thôi, nhưng mà ta phải ăn mặc kiểu khác mới được. Nữ cải nam trang cũng hay mà. Được thôi, nếu bà huynh đã thấy những cô nương đó rất mất mặt, hà tất còn phải tới tham gia đại hội xem mắt? Ta chỉ vô tình đến đó vào xem náo nhiệt thôi. Nói vậy thì bà huynh đây cũng là người quân sự tọa hoài bất loạn đấy chứ? Tọa hoài bất loạn gì đâu, đến bây giờ ta còn chưa biết vị hoa khôi đó trông thế nào nữa kìa. Cái gì? Huynh không biết Doãn Song Song? Dự định làm quen thì đã bị thuộc hạ của cô đánh ngất rồi. Ta thật sự càng nghĩ càng thấy hồ đồ rồi. Rốt cuộc là huynh đang diễn màn gì vậy chứ? Được rồi, ta nói hai vị nghe. Ta và Mộ Tài Hiền Đệ đang ở đây uống rượu đối thơ. Cảnh sát Tây Hồ xinh đẹp mê người như vậy, chúng ta lại ra đây thảo luận nhi nữ tư tình yên qua chi sự, liệu có mất hứng rồi không? Bà huynh, ta không được khỏe lắm, xin phép cáo từ. Đừng đi mà, Doãn đại ca. Thần tiên tỷ tỷ. Ta còn tưởng là Doãn công tử nhà ai. Ra là Bình Hợp Lâu. Bình Hợp Lâu. Song Nhi, quả nhiên là nàng. Bảo công tử, không phải huynh vẫn luôn nói là ta đã hủy đi cơ hội ngắm tuyệt thế dung nhan hay sao? Giờ coi như ta trả cho huynh rồi nhé. Chuyện này rốt cuộc là sao? Ôi trời ơi, sao số ta lại khổ như vậy chứ? Toàn quen biết đám người đàn ông ngốc thôi. Cô ta chính là Doãn Song Song. Doãn Song Song chính là Doãn Mộ Tài. Bào huynh, thật tình xin lỗi, Song Song quả thực không phải Doãn Mộ Tài, chỉ là ngưỡng mộ tài hoa của công tử mới muốn kết bạn mà thôi. Song Song tự biết mình thân phận thấp kém, khó tránh không tiện, không thể không cải nam trang lừa gạt huynh. Ta thực sự không có ác ý gì đâu, chỉ là không muốn gây rắc rối cho công tử mà thôi. Chuyện đã tới nước này, ta đành xin phép cáo từ. Sau này ta sẽ không làm phiền công tử nữa đâu. Còn về Nghiêm công tử,
Giữa ta và huynh, ngày hôm đó ở dòng tình cốc, sớm đã nói rất rõ ràng. Từ giờ trở đi, đường ai nấy đi, không còn liên quan gì đến nhau nữa. Song Song cáo từ. Song Nhi, Song Nhi, công tử buông ra đi. Song Nhi, Song Nhi, huynh buông ra đi. Song Nhi, buông tay ra. Này này, con đưa người ta bảo huynh buông ra, huynh nghe không hiểu à? Không cần huynh lo chuyện bao đồng. Ta tuổi tốt, bình thường thích nhất là bắt chuột đấy. Hay lắm, hay lắm. Hay cho màn anh hùng cứu mỹ nhân này. Nhưng mà huynh dám ra tay với con trai thái thú như vậy, ta thấy huynh gặp rắc rối rồi. Mộ tại hiện đệ. À không, Doãn cô nương, cô không sao chứ? Đa tạ công tử ra tay cứu giúp. Mau đi thôi, chỗ này để ta ứng phó. Nhưng mà, mau đi đi, đông người quá chỉ tổ sinh thêm thị phi mà thôi. Lẽ nào pháp lực của mình lại quay lại rồi? Hay là Tịnh Bình đang ở ngay gần đây? Xin chân xin thử. Đi thôi, nhanh lên, đi. Sao huynh còn chưa đi? Vị hôn phu của cô thành ra như vậy mà cô không quan tâm sao? Tự hắn ta không có bản lĩnh còn thích thể hiện, có gì đáng quan tâm đâu chứ? Hơn nữa cũng đâu phải là do ta đánh, muốn đau lòng cũng đau đến lượt ta. Vậy cô còn không mau đi? Vậy còn huynh? Ta nhớ ra rồi, hôm nay huynh muốn rời khỏi Tương Vọng Lầu này xem ra là chuyện rất khó rồi. Đi mau, mau đi thôi. Sao cô nói vậy? Nhanh lên, đi mau, đi, đi. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, cậu tỉnh lại đi. Thiếu gia, thiếu gia, nào nào nào, nào, thiếu gia, cho ta hỏi một chút, có nói chuyện với bọn họ được không? Theo huynh thì sao? Ta thấy đạo lý này e là phải có một bên nằm xuống mới bắt đầu nói được rồi. Đừng nhiều lời. Cô xem, có người nằm xuống rồi. Giờ thì bắt đầu nói đạo lý được rồi chứ? Người có đạo lý gì để nói nào? Ừ ha. Nhưng mà không nói lý thì có thể ra điều kiện mà. Ta nói các ngươi nghe, ta đánh thiếu gia nhà các ngươi bị thương, các ngươi một mực muốn xử lý ta để về còn tiền ăn nói. Vậy nên mọi chuyện ở đây không liên quan gì tới vị cô nương đó, càng không liên quan gì đến vị cô nương đây. Cho nên các ngươi thả bọn họ đi. Đây là chuyện giữa đàn ông chúng ta tự giải quyết, thế nào? Đến bản thân huynh còn khó bảo vệ mình, còn muốn cầu xin người khác à? Hắn ta nói cũng đúng. Nếu lão gia nhà ngươi nhìn thấy người phụ nữ đó trong nhà, thế còn tức không nói nên lời luôn đấy. Ta thấy chi bằng thả cô ta ra đi. Chuyện này các ngươi nghe không hiểu à? Phụ thái thú này chuyên nuôi heo à? Nữ nhân này chính là Doãn Song Song. Lão gia nhà các ngươi mà nhìn thấy sẽ bị chọc cho tức chết đấy. Thật tình. Đa tạ tiền tiểu thư. Thả người, mau đi đi. Được rồi huynh đệ, giờ ở đây chỉ còn chuyện giữa chúng ta mà thôi. Không thành vấn đề. Tiểu đệ đây đang muốn thử công lực của mình. Hay lắm, đánh hay lắm. Phía sau kìa. Ha ha ha.
Hay, hay lắm. Hay lắm. Một lũ nói lời không giữ lời. Nếu các ngươi đã không giữ chữ tín như vậy, ta cũng không thèm chơi với các ngươi. Hắn ta chạy rồi, mau đuổi theo. Bỏ đi, đừng đuổi theo. Có đuổi theo cũng đâu đánh lại người ta đâu. Chi bằng tranh thủ xem thiếu gia nhà các ngươi sao rồi đi. Thiếu gia, thiếu gia, ta... Thiếu gia, Song Nhi, Song Nhi, thiếu gia. Thiếu gia tỉnh rồi, Song Nhi đâu? Song Nhi, đừng gọi nữa. Sớm đã cao chạy xa bay với tên nhân tình kia rồi. Cái gì? Song Nhi, thiếu gia, thiếu gia. Buông ta ra. Song Nhi, thiếu gia, thiếu gia, nhanh nhanh lên, thiếu gia. Gói lại cho ta đi. Có ngay. Thúy Nhi cô nương, cô mau đi xem đi. Có người gì tiểu thư nhà cô mà đánh nhau rồi? Không thể nào, tiểu thư nhà ta hôm nay đâu có ra ngoài đâu. Ngươi nghe ai nói vậy? Tiểu nhị nhà bên với Tương Vọng Lầu giao hàng, chính mắt nhìn thấy. Tương Vọng Lầu. Đồ của cô này. Cho qua, cho qua. Bên này. Đợi đã. Bên này. Nhanh lên. Bên này. Nhanh lên, nhanh lên. Ở đâu? Đi thôi, qua bên đó. Đi thôi, được. Chúng ta an toàn rồi. Ta xin lỗi. Công tử, cũng không còn sớm nữa. Song Nhi xin phép cáo từ. Để ta đưa cô về. Không cần đâu. Ý ta là tốt nhất công tử đừng nên tới chỗ ta thì hơn. Tránh lại hủy đi thanh danh của công tử. Ta cũng đâu có trong sạch gì. Ta không sợ. Ta không phải cố ý đâu. Công tử không cần giải thích. Hôm nay đã gây rắc rối cho công tử rồi. Song song cáo từ. Đánh chết cái miệng thối nhà ngươi. Sao mà ngu y như Nghiêm Phong vậy? Đi uống rượu với ta đi. Xin lỗi đại tiểu thư, ta không rảnh đi chơi với cô. Huynh có thể đi đối thơ với kỹ nữ, mà không thể đi uống rượu với ta à? Không nể mặt ta. Cẩn thận ta không khách sáo với huynh đâu. Đúng rồi, ta cũng phải nói với cô một chuyện. Hôm nay là lần cuối cùng ta coi cô như phụ nữ. Lần sau nếu cô còn ăn nói không sạch sẽ, cẩn thận ta không khách sáo với cô đâu. Huynh. Sao bọn họ lại đi chung với nhau chứ? Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Thiếu gia. Thiếu gia. Thiếu gia, thiếu gia, ta gọi cậu lâu rồi, sao cậu không nghe vậy? Cô gọi ta sao? Không phải cô bảo ở ngoài thì gọi cô là thiếu gia sao? Sau này không cần nữa đâu. Sao lại không cần nữa? Người ta vừa mới tập quen xong. Không có gì. Chúng ta mau về nhà đi. Về nhà rồi nói. Tiểu thư, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không có gì. Chỉ là gặp phải một người không nên gặp thôi.
Nàng nói ta sao? Nghiêm công tử, Thúy Nhi, chúng ta đi. Nàng nghe ta nói một câu đi. Chỉ một câu thôi. Giữa chúng ta còn gì để nói nữa sao? Ta thật sự đáng ghét tới vậy sao? Ngày đến nhìn nàng cũng không muốn nhìn. Nghiêm thiếu gia, song song tuy xuất thân phong trần, trong mắt các vị chỉ là một kẻ mua vui, nhưng ít nhất ta cũng có quyền lựa chọn khách cho mình. Phải, nàng có cảnh cao mới rồi mà, có bạo công tử rồi, còn kia ta ngứa mắt rồi phải không? Huynh, Nghiêm công tử, cậu quá đáng rồi đó. Rõ ràng cậu biết tiểu thư nhà ta. Thúy Nhi im miệng. Doãn Song Song, vì nàng mà ta cãi lại cha mẹ. Nàng lại mở hội dâm chiêu thân. Vì nàng ta phải quỳ liền 4 ngày trong từ đường. Nàng lại đi uống rượu tìm vui với người đàn ông khác. Ta thật lòng thật dạ với nàng, nhưng nàng thì coi ta ra gì? Nàng nhất định có phải tuyệt tình như vậy sao? Nghiêm công tử, cậu nói gì vậy? Lớn tiếng ở đây thật khó coi biết bao. Khó coi? Ta còn sợ khó coi nữa sao? Nghiêm trung thư ta sớm đã làm Nghiêm gia mất hết mặt mũi rồi. Xem Nghiêm công tử tức giận kìa. Còn không phải sao? Thật tình chẳng ra làm sao. Được rồi Nghiêm công tử, chúng ta về Bình Hợp Lâu rồi nói. Đi thôi Thúy Nhi. Từ giờ ta không cho phép người này bước vào Bình Hợp Lâu nữa bước. Tiểu thư Doãn Song Song, nàng không thể thẳng thắn một chút sao? Đã là lúc này rồi mà nàng không thể thẳng thắn với ta được sao? Nàng không thể nói thật với ta một câu à? Ta muốn cùng nàng bỏ trốn, nàng lại chê không quang minh lỗi lạc. Ta muốn lấy nàng, nàng lại không chịu làm nhỏ. Ta cứ tưởng rằng đó là do nàng thanh cao, nàng là vì chung tình với ta nên mới làm vậy. Nhưng giờ ta mới biết tất cả đều chỉ là cái cớ. Nàng căn bản là thứ thủy tính dương hoa thèm khát đàn ông. Nghiêm công tử, tự cổ vẫn nói là đào hát vô tình, kỹ nữ vô ý mà. Phải đấy, phải đấy. Đúng vậy, có một người đàn ông chung tình như vậy, đúng là phúc tu tám kiếp mới có được. Cô đó cũng nên hoàng lương đi. Phải đó, mau hoàng lương đi. Chắc là mọi người chưa biết phải không? Người ta làm kỹ nữ thành nghiện luôn rồi. Phải đấy. Các người im hết đi. Nói linh tinh cái gì vậy? Rảnh rỗi ở đây múa lưỡi cái gì? Cút hết đi. Tiểu thư, chúng ta đi. Con hồ ly tinh này chỉ biết làm hại đàn ông thôi. Thứ đồ dâm đảng, đánh đi, đánh ả đi, đánh đi, đánh chết ả. Mặt dày vô liêm sỉ, đánh chết ả kỹ nữ này đi. Đánh chết ả. Mặt dày vô sỉ, đánh chết đi. Đánh chết ả. Cho ả dụ dỗ đàn ông này. Đồ thứ mặt mày vô sỉ, đánh chết cái người này. Làm gì vậy? Tại sao đánh người vậy chứ? Bọn ta nói gì sai à? Hôm nay kẻ nào ức hiếp tiểu thư nhà ta, ta liều với các ngươi. Dừng kiệu, dừng kiệu. Các ngươi làm gì vậy? Tránh ra. Cút hết đi. Cút đi. Cút đi. Cút. Ta không có. Cút đi. Cút. Tránh ra. Cút. Thứ đồ mặt dày vô sĩ. Quận tiền đường này có hai tiểu yêu tinh mặt dày vô sĩ, đúng là mất mặt quá. Hôm nay chúng ta nhất định phải đuổi họ đi. Đúng, nó đúng lắm. Người phải rời khỏi đây phải là các người mới đúng. Những kẻ suốt ngày chỉ biết treo tam tòng tứ đức ở trên miệng mình, các ngươi mới là kẻ mặt dày nhất ở quận tiền đường này. Ta và tiểu thư lớn lên ở quận tiền đường này, lúc chúng ta sắp chết cống, chết đói, các ngươi có ai lo cho bọn ta không? Có ai từng giúp bọn ta không? Các người chỉ hận không thể dậu đổ bìm leo, còn đá chúng ta một phát, còn cả các người nữa. Một đám người vô tích sự, đám đàn ông thối mở miệng ra là nhân nghĩa đạo đức các người. Có kẻ nào không từng có ý đồ với tiểu thư nhà ta hay là không chứ? Bản thân không có bản lĩnh, không lọt vào mắt xanh của tiểu thư thì liền bị chuyện thị phi, để hủy đi danh dự của tiểu thư nhà ta. Lương tâm các người để đâu hả? Để nào bị chó ăn hết rồi? Kỹ nữ còn ra vẻ khí chất, cô còn nói lý nữa. Phải đó, phải đó. Đúng vậy, bọn ta không trộm không cướp, trước giờ cũng chưa kề đao vào cổ người khác cướp tiền. Bọn ta có gì mà hổ thẹn nào? Bọn ta chỉ là muốn sống mà thôi. Dựa vào đâu các người có thể tiêu diêu tự tại trên thế gian này? Còn bọn ta thì phải chịu đói chịu khổ, thậm chí là chết cống chết đói chứ. Đúng là cưỡng từ đoạt lý. Phải đó, cưỡng từ đoạt lý cũng được. Quán than phận đời cũng xong, cũng chỉ là lời nói mà thôi. Nếu các vị thật sự nhìn bọn ta không thuận mắt, chi bằng tránh xa bọn ta đi. Tiền đường rộng lớn như vậy, có thể coi bọn ta không tồn tại mà. Song song tuyệt sẽ không chủ động xen vào cuộc sống của các vị. Mọi người đều là láng giềng, người kính một tấc, ta kính người một trượng. Tiểu thư, cô đừng nói những lời với những kẻ lòng dạ rắn độc kia. Ta vẫn chỉ nói một câu thôi. Nếu như hôm nay các người dám đụng một sợi tóc của tiểu thư nhà ta, ta sẽ liều chết với các người. Cô định làm gì chứ? Cô muốn làm gì? Đại nhân,
Hay lắm. Trong dáng vẻ có vẻ như cũng là một nhân vật lớn đấy. Bản lĩnh dụ dỗ đàn ông của Song Song cô nương này quả là lợi hại. Phải đó. Lại có kịch xem hay rồi. Nói đúng lắm. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Nghe nói quận Tiền Đường này là địa linh nhân kiệt, quả là danh bất hư truyền. Nghe đến một cô nương yếu đuối cũng có tình nghĩa như vậy, quả là đáng kính. Đáng kính. Các vị hương thân, vị cô nương này nói cũng không phải không có lý. Các vị đông người như vậy, giữa thanh niên bạch nhật thế này lại ức hiếp hai cô gái yếu đuối, về tình về lý đều đâu có đúng. Ta thấy chuyện này vẫn nên tính kế lâu dài thì hơn. Ông từ bên ngoài tới phải không? Ông không biết đâu. Cô ả này cùng nha hoàng của mình là hồ ly nước tiếng ở Tiền Đường chúng tôi. Phải đó, đúng vậy. Không biết đã hại bao nhiêu người rồi đấy. Nghiêm công tử nhà thái thú người ta một lòng si tình với ả, vậy còn ả thì sao? Lại nhìn trúng người khác rồi dụ dỗ người ta. Vừa nãy ông không nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Nghiêm công tử đó thôi. Ai thấy mà không nổi giận chứ? Phải đấy, Nghiêm công tử. Các vị, tại hạ là Mạnh Lãng. Mạnh Lãng? Mạnh Lãng là ai? Mạnh Lãng. Sớm đã nghe nói bách tính Tiền Đường nhiệt tình hiếu khách, vô cùng lương thiện. Giờ lại bắt gặp chuyện này ngay giữa phố, ta lại nghĩ nhất định là có hiểu lầm gì rồi. Cổ nhân nói thanh quan cũng có tránh chuyện trong nhà. Tất nhiên ví dụ này của ta không thỏa đáng lắm, nhưng mà chuyện tình cảm này là chuyện riêng của hai người họ. Mấy chuyện thị phi bên trong, người ngoài chúng ta cũng đâu hiểu được chứ. Chi bằng cứ để bọn họ tự mình giải quyết. Mạnh Lãng, lẽ nào là thượng gian quan sát sứ, tân nhiệm Mạnh Lãng? Không thể nào, thượng quan gian sát sứ cho đi quản chuyện này, trông có vẻ không phải người bình thường đâu. Là ông ấy thật sao? Vậy chúng ta mau đi thôi. Đã có một Nghiêm công tử rồi, giờ lại thêm thượng gian quan sát sứ, bách tính chúng ta không đụng vào được đâu. Mau đi thôi. Phải đó, đi thôi. Đừng nhìn nữa, đi thôi. Đi thôi. Đa tạ ơn cứu mạng của đại nhân. Hôm nay may mà Mạnh đại nhân đến kịp lúc, nếu không thật sự không biết xảy ra chuyện gì. Cô nương quá lời rồi, ta chỉ đứng ra nói vài lời công đạo. Hôm nay nếu không có Mạnh đại nhân chủ động ra tay giúp đỡ, e là ta và tiểu thư khó lòng thoát thân rồi. Xin nhận của Thúy Nhi một lại. Chỉ là chuyện nhỏ, cô nương không cần khách sáo. Ta và cô nương đây gặp nhau cũng coi như là có duyên phận. Ta còn chưa biết cô nương tên là gì. Đây là tiểu thư nhà ta, Doãn Song Song. Doãn Song Song, quả là tên hay. Người đẹp như tên, xinh đẹp mê người. Mạnh đại nhân, hôm nay Song Song có chút không khỏe, vậy nên xin phép cáo từ trước. Mong đại nhân lượng thứ. Để ta cho kiệu đưa cô về. Không dám phiền đại nhân. Cô nương, cho hỏi nhà cô ở đâu vậy? Bình Hợp Lâu, bên bờ Tây Hồ. Ông có thể tới tìm bọn ta bất cứ lúc nào. Quả là xinh đẹp. Đại nhân có hứng với cô nương này sao? Ta không phải có hứng với cô ta, mà là có hứng với mọi thứ về cô ta. Xem ra không uổng công ta tới Tiền Đường này. Đúng là đi khắp muôn nơi tìm chẳng thấy, cuối cùng lại được chẳng phí công. Đi thôi. Thế nào rồi, phu nhân, có tìm thấy tiểu thư không? Vừa rồi có người nói nhìn thấy tiểu thư và Nghiêm công tử tới Tương Vọng Lầu. Cái con bé này đã là lúc nào rồi mà còn ra ngoài trong chơi vậy chứ? Tối nay có khách quan trọng tới mà còn. Người còn đứng đó làm gì? Mau đi tìm nó đi. Dạ. Thật tình, một đứa con gái chạy tới Tương Vọng Lầu làm gì chứ? Đợi đã. Phu nhân, người mới nói là tiểu thư đi với ai chứ? Nghiêm Trung Thư chính là đại công tử nhà thái thú đại nhân. Thật sao? Thật. Nhà đầu này chỉ nói là giỏi, ra là hai đứa nó sớm đã. Mau đi tìm đi. Nếu giờ thấy nó đi chung với Nghiêm công tử thì đưa cả hai đứa nó về đây. Được, phu nhân, tôi biết rồi. Lão gia, lão gia. Tiểu thư, cuối cùng cô cũng về rồi. Phu nhân tìm cô khắp nơi đấy. Tìm ta làm gì chứ? Sợ ta đi lạc mất sao? Không phải, phu nhân nói
Tối nay nhà ta có khách quan trọng tới, vậy nên cô xem, có khách quý. Khách quý? Lẽ nào lão gia định mời thái thú dùng cơm? Không phải thái thú đại nhân, nghe nói là Mạnh đại nhân từ kinh thành tới. Mạnh đại nhân? Sao trên đời này lắm Mạnh đại nhân thế không biết? Tiểu thư, tiểu thư, cô định chạy đi đâu nữa? Trong nhà có nhiều đại nhân như vậy, tất nhiên là ta ra ngoài tìm tiểu nhân chơi rồi. Ta nói ngươi nghe, chơi với tiểu nhân vui hơn nhiều. Vậy cô bảo ta ăn nói sao với phu nhân? Ngươi bị ngốc sao? Không biết dường như không nhìn thấy à? Tiểu nhân nào dám chứ? Vậy thì cứ nói thật đi. Tiểu thư, phu nhân, lão gia, lão gia, lão gia, lão gia, xảy ra chuyện gì lớn mà từ xa đã nghe bà la lên vậy? Ta còn không đọc sách được đây này. Đọc gì giờ này chứ? Đọc ngược luôn rồi, ở đó mà giả giờ. Có chuyện tốt đây, chuyện tốt. Chuyện tốt gì bà nói ta nghe? Hôm nay Mạnh đại nhân vừa tới tiền đường, liền tới nhà ta làm khách, đã là nể mặt lắm rồi. Tuyệt đối không được để xảy ra sai sót gì đâu. Ta biết rồi mà, mấy chuyện đó ta sắp xếp xong cả rồi. Tối nay đảm bảo sẽ làm ông nở mặt. Lão gia, có ta ở đây mà, ông còn không yên tâm sao? Yên tâm chứ. Lấy được lệ nương của ta là phúc khí lớn nhất đời này của ta rồi. Sao vậy? Vậy mà ông còn nghĩ tới Doãn Song Song đó nữa à? Ta cũng chỉ là nhất thời bị mê hoặc thôi. Bây giờ ta biết sai mà sửa rồi, sao bà còn nhắc tới nữa? Cái gì mà biết sai mà sửa? Rõ ràng là người ta không để mắt tới ông thì có. Được rồi, không nhắc chuyện này nữa. Đúng rồi, bà nói có chuyện tốt gì cơ? Suýt nữa thì ta quên. Lão gia, ông đoán xem. Ông có biết Thanh Thanh nhà chúng ta cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng là đi đâu không? Cô bé này đúng là bị ta chiều hư rồi. Suốt ngày đi chơi sắp chốn với đám công tử công ca đó, chẳng ra dáng đại gia khuê tú gì cả. Ông đừng dội mắng nó. Ta nghe gia đình nói hôm nay nó đã cùng Nghiêm công tử tới Tương Vọng Lầu rồi. Nghiêm công tử? Đúng vậy, chính là đứa con rể chưa qua cửa của nhà ta, Trung Thư đấy. Không phải trước đây nó đời sống đời chết không chịu sao? Con gái của ông còn không hiểu à? Có khi nào ông sắp xếp cái gì cho nó mà nó ngoan ngoãn nghe lời hay không? Thanh Thanh nhà ta không thích nghe lời cha mẹ, bà Mai. Hai đứa chúng nó thích tự mình kết tình với nhau. Ý bà là hai đứa nó có hy vọng rồi à? Có hy vọng rồi, tuyệt đối là có. Không những tụi nó có hy vọng, mà ngay đến việc lão gia kiếm chút chức tước trong triều đình cũng có. Tốt quá rồi. Không ngờ con gái ta lại tài giỏi như vậy. Sớm biết thế này, ta đã không phải hao công tổn sức làm gì. Nhưng mà chuyện tới nước này rồi, chúng ta phải đổi chiều khác mới được. Ý bà là sao? Tính tình của Thanh Thanh thế nào ông còn không hiểu à? Ông càng ép nó càng làm ngược lại. Hơn nữa, bây giờ nếu để nó biết, chúng ta đã biết chuyện của nó và Nghiêm công tử, nhất định là nó lại ra vẻ không chịu nữa. Nói không chừng còn làm loạn lên nữa. Thế này không được, thế kia cũng không xong. Rốt cuộc là phải làm thế nào? Ông đừng vội. Chuyện này ông cứ nghe tôi, không sai được đâu. Lão gia, ông nghe tôi nói đi. Tôi nói ông nghe. Được, cứ làm vậy, làm vậy đi. Cứu ta với! Người đâu? Có người cướp đồ của ta. Ông mau trả nó lại cho ta, tránh ra. Đừng có lo chuyện bao đồng. Ông công tử, giúp ta với. Bà không sao chứ? Hắn cướp đồ của ta, cậu mau giúp ta với. Đó là mạng sống của ta đấy, cậu mau giúp ta. Ta ghét nhất là thấy người khác ức hiếp phụ nữ. Hôm nay chuyện này ta nhất định phải quản. Ngươi đừng chạy. Đừng chạy. Đứng lại, đừng chạy. Đừng chạy. Ông đừng chạy. Ông đừng hòng chạy. Lạ thật, là chuyện gì vậy? Rõ ràng công lực của mình khôi phục rồi mà. Đừng đánh nữa. Đánh ta này, ta đánh chết ngươi.
Cha nó ơi, ông không sao chứ? Cha nó ơi, ông tỉnh lại đi. Ông không sao chứ? Không sao chứ? Bà đánh ta làm gì? Hắn ta mới là trộm mà. Ông ấy không phải là trộm. Cha nó ơi, tỉnh lại đi. Ông không sao chứ? Hắn ta không phải trộm thì bà la cái gì? Cho dù ông ấy có trộm đồ của ta thì cũng là chồng ta. Cha nó ơi, ông ấy là chồng bà sao? Chứ sao? Ông quay lại đây, đưa đây cho ta. Ông quay lại đây. Cha nó ơi, đừng đem bảo bối gia truyền của ta để lại mà đi cầm mà. Cái tên chết băm chết dầm này, nếu như làm mất cái bình quý mà mẹ ta để lại cho ta, sau này ta còn mặt mũi nào xuống Cửu Tuyền gặp bọn họ nữa chứ? Vừa rồi bà nói thứ bảo bối gia truyền đó của nhà bà là gì? Là cái bình quý mà mẹ ta để lại cho ta. Bà nói bảo bối của nhà bà là một cái bình quý. Đúng vậy. Sao bà không nói sớm? Nè, đừng cháy. Nếu như cậu đuổi kịp ông ấy, tuyệt đối đừng ra tay đấy. Bình quý của ta. Tiền huynh, Mạnh Mỗ lần này tới Tiền Đường quả là không uổng chuyến này. Không biết Mạnh đại nhân nói vậy là có ý gì? Sớm đã nghe danh Tiền phủ Tiền Đường là đại hộ nước tiếng Nam Tề này. Hôm nay được gặp quả là danh bất hư truyền. Đình gỗ thép son điêu khắc tinh xảo, không thua gì khí phái hoàng gia. Đồ ăn cũng tuyệt hảo, quả là mỹ vị nhân gian. Tính tổ phu nhân đây, ai nấy cũng đều năng lực hơn người. Phu nhân, hai vị đang nói gì mà vui vẻ vậy? Vừa nhất đã thấy mặt. Bọn ta đang khen tổ phu nhân hiền lương khéo léo đấy. Mạnh đại nhân biết nói chuyện thật. Ông nói như vậy làm Lệ nương thấy ngại rồi. Cũng không biết món ăn hôm nay Mạnh đại nhân có thích không? Tổ phu nhân đừng khách sáo, vừa rồi ta còn khen mà. Đại nhân thích là tốt rồi. Ta thiết nghĩ Mạnh đại nhân vẫn luôn ở kinh thành, sơn hào hải vị gì cũng đã ăn rồi. Lần này tới nơi nhỏ bé này, chắc là sẽ muốn thử vài món mới. Ngày mau ăn thử đi. Cạn ly. Tiền huynh, huynh nhiệt tình khoản đãi như vậy, bị nhân quả là vô cùng vinh hạnh. Rượu cũng được ba hồi rồi. Mạnh mẫu ta đây cũng có chuyện cần nhờ. Mong tổ phu nhân đừng chê cười nhé. Xem ông kìa, khách sáo gì chứ? Có yêu cầu gì xin cứ nói thẳng. Ta sớm đã nghe nói viên ngọc trong tay Tiền huynh đây là kỳ nữ nước tiếng khắp Tiền Đường này. Không biết là tiểu thư có thể nể mặt được không? Chuyện này, ý ông là Thanh Thanh nhà ta sao? Kỳ nữ gì đâu chứ? Nó chỉ là bị lão gia nhà ta chiều hư thôi. Lão gia nhà ta chỉ có một đứa con gái bảo bối đó, cho nên từ nhỏ rất yêu thương nó. Việc dạy dỗ cũng chưa từng để người ngoài xen vào, cứ coi nó như là con trai vậy. Có câu nói thế nào nhỉ? Nam nhân tốt chí tại bốn phương. Vậy nên hôm nay nó không có ở nhà, ra ngoài rồi. Bọn ta cũng không cản nổi nó. Phải đấy, phải đấy. Nghe tổ phu nhân nói vậy, ta thật sự là không gặp không được đấy. Đến lúc cô ấy gả tới Nghiêm phủ làm dâu, vậy ta lại càng không có cơ hội được ngắm dung nhan rồi. Quả là một chuyện đáng tiếc. Mạnh đại nhân mới tới Tiền Đường mà đã nghe nói về hôn sự của nhà ta rồi sao? Tất nhiên rồi. Khắp triều đình đều đang đồn về chuyện này. Ai mà không biết nhà ông có mối hôn sự tốt này chứ? Thanh Thanh nhà ta còn nhỏ, chưa dội xuất giá ngay đâu. Đợi đến lúc làm hỷ sự, nhà ta nhất định sẽ mời đại nhân tới làm khách, được không? Chỉ là Mạnh đại nhân có gì xin cứ nói. Không có gì, không có. Chúng ta uống rượu đi. Mạnh đại nhân, giao tình của ông và lão gia nhà ta tốt tới vậy, có gì mà phải ngại chứ? Như vậy sẽ làm chúng ta lo chết đấy. Phải, phải. Hôm nay quả là không may, trên đường ta lại bắt gặp Nghiêm công tử, hình như là đi chung với một vị cô nương. Tình Doãn Song Song ở Tiền Đường thì phải, ta cũng là lần đầu tới đây. Nhiều chuyện ta cũng còn chưa biết, chỉ là thấy có nhiều người bu lại xem quá nên tới hóng chút chuyện. Doãn Song Song, con ả hồ ly tinh này, vậy mà vẫn bám lấy Nghiêm công tử không buông à? Nói như vậy là Doãn tiểu thư này ở chỗ phu nhân cũng là một danh nhân đấy à? Danh nhân gì chứ?
Tiếng xấu đồn xa cũng xứng với danh hiệu của ả ta lắm. Nếu như nói các cô nương ở Di Hồng Viện đều là dựa vào xác thịt để kiếm sống, vậy thì cô ta là kiểu vừa muốn lập bài phương, vừa muốn làm kỹ nữ rồi. Từ sáng đến tối đều ra vẻ như mình là tài nữ cầm kỳ thi họa tinh thông mọi thứ. Đúng rồi, còn suốt ngày treo bảng thanh cao tự ngạo nữa, cũng chỉ là chiêu trò để dụ dỗ đàn ông thôi. Nói cho cùng cũng chỉ là kiếm tiền của đàn ông thôi mà. Xem ra Lệ Nương rất có thành kiến với Doãn Song Song đó nhỉ. Ta có ý kiến gì với cô ta? Cô ta không xứng. Nhưng mà có người thì lại nhiệt tình úp mặt vào mông người ta đấy, chẳng chịu nhớ đi gì cả. Uống rượu, uống rượu đi. Nào nào nào. Nhẹ tay thôi. Có thần tiên nào vô dụng như ngươi sao chứ? Tùy tiện bị người ta đánh còn thành ra như thế này, đúng là làm mất mặt thần tiên mà. Không đúng, ngay đến đám tiểu yêu tinh bọn ta cũng thấy không ngẩng đầu lên nổi nữa. Dẹp ngươi đi. Ai mà biết pháp lực của ta đột nhiên biến mất như vậy. Đủ rồi đấy, pháp lực của ngươi sớm đã không còn nữa rồi. Cố quá thì quá cố, giờ còn cưỡng từ đoạt lý nữa chứ. Ai cố quá gì chứ? Hôm nay ở Tương Vọng Lầu, ta lấy một địch mười, đánh cho bọn họ tơi tả. Chỉ là ngươi không nhìn thấy thôi. Ngươi cứ khoác lác tiếp đi. Ta không có khoác lác. Sáng nay pháp lực của ta đã hồi phục, bọn họ nhất loạt dồn tới ta. Ta chỉ xoay nhẹ cổ tay một cái, đau chết ta rồi. Ngươi xem, đau chết ta rồi. Ta đã nói công lực ta hồi phục mà. Sao hả, bị thương rồi à? Bị thương cái gì chứ? Rõ là ảo tưởng. Ngươi đó, bớt nằm mơ đi. Ngoan ngoãn ở đây làm thần tiên ngáo đá của ngươi đi. Được rồi, ta không nói với ngươi nữa. Ta phải đi ngủ đây. Cũng phải để ta thoa thuốc xong rồi mới ngủ chứ. Đúng rồi, đám người hôm nay đánh ngươi đó, cuối cùng có đuổi kịp không? Nếu như đuổi kịp thì ta còn gì mà báo oán nữa chứ. Nhưng mà có một chuyện khiến ta nghĩ mãi không hiểu. Rõ ràng pháp lực của ta đã hồi phục, sao đột nhiên biến mất vậy chứ? Ngươi đừng nói nữa. Không ngờ là ngươi cũng nhỏ nhen như vậy đấy. Nhỏ nhen gì chứ? Ta chỉ là muốn nhìn thấy bình quý của nhà họ thôi. Nghe nói là bảo bối tổ truyền, nói không chừng chính là tịnh bình ta cần tìm. Ta đã nghĩ kỹ rồi, kể từ ngày mai ta sẽ tới khắp các tiệm cầm đồ lớn nhỏ khắp quận Tiền Đường tìm. Nói không chừng sẽ tìm thấy. Phải đấy, đó cũng là một cách. Ta thấy cũng lắm lúc cái đầu óc thần tiên ngốc nghếch của ngươi cũng dùng được đó chứ. Ngươi có nghe thấy gì không? Cái gì? Có người đang đánh đàn. Đúng là có người đang đánh đàn. Hay thật đấy. Nhưng mà âm thanh này hình như đến từ một nơi rất xa thì phải. Không phải là từ trên trời đấy chứ? Lẽ nào mọi chuyện thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Thật sự có hai người có thể giống nhau thế vậy à? Tiểu Thanh và Thanh Thanh, thần tiên tỷ tỷ và song song cô nương, Nghiêm Phong và Nghiêm Trung Thư, còn cả tiểu bác Noãn Noãn nữa. Tại sao chứ? Rốt cuộc là sao ta lại tới nơi này? Dòng Tình Cốc, Tịnh Bình. Lẽ nào Tịnh Bình mà ta muốn tìm thật sự đang ở Nam Tề này sao? Nếu ở đây đã có nhiều người ta quen thuộc như vậy, nói không chừng Tịnh Bình đang ở ngay xung quanh ta. Nhất định là như vậy rồi. Tịnh Bình, ta phải nghĩ thử xem phải đi đâu tìm Tịnh Bình đây.